Rồi chào anh em nha. Giờ ba chú cháu mình sẽ đi thăm bảy anh em ơi. Thì vô lương thực hay là chiến đấu với 80 cái bảy nha. Đem thêm chuột chứ lúa quá chừng luôn à. Như 40 con chuột với nguyên bọc lúa luôn anh em ơi. Rồi chuột lúa. Này thăm nhiều, chuẩn bị nước ăn uống đi. Bà chú cháu làm ba ổn mày rồi chiến đấu. Rồi chừng nào tới 7 mình quay cho anh em xem nha. Rồi bàn rồng này mà có câu quay sướng hả anh em. Tải ghê không, để mình vô rồng lại cho anh em xem. Gồm ghê không? Rồi nhớ nè. Đẹp hết liếc luôn. Trời ơi. Cái tiếp theo luôn anh em ơi. Còn cái gai gì nữa hả? Có cực cây. Có cực nha. Con gì vậy? Nành. Rồi có cực nè anh em ơi nè. Thấy dính là cái đầu hôm lúc nào cũng phải có phân nha nè. Con hành anh em ơi. Hành này trọng à, ba lạng à. Nó đây nè, đây nè. Con đầu tiên luôn. Ba cái bẫy mà mất hết cái kia chết chuột. Con này cái đuôi ngắn ngủn luôn. Có hèn là được. Vô. Vô lưới rồi cho nó có mùi mùi rồi. Không chịu vô. Chính chứ vậy. Trời hay thiệt không? Chú vô cái nạn. Vậy nè. Hết nói nó thiệt chứ. Trời ơi. Con này hết nói nó gỗ vậy cũng chui vô được hả? Vậy nó cũng chui vô nữa, không tin thì chứ. Thôi chạy mày đi. Rồi có chuột vô đặt tiếp luôn em ơi. Còn không? Sắp vợ quá. Còn là được à. Rồi có cước luôn rồi. Có cước này mày, có cước rồi. Con gì đây, cước này con gì đây? Hành. Hành hả? Rồi hành nữa anh em ơi. Luôn rồi. Rồi tiêu quá chuột này phân chuột luôn nè. Hai con. Sao? Bắt hai cái cũng được. Buộc kẹp chứ. chơi. Nó trộm lợp, nó gì quay coi. Nằm cái mất hai cái. Ý, con này tổng nha. Ngon à. Này bốn lạng gì. Còn con mồi cũng bụng luôn. Còn luôn, nặng luôn cho bãi ơi. Ỉa vô tổng ỉa là cái là ngon á. Ỉa tầm lưa luôn. Ý da. Che lại nha. Không giao ỉa mưa luôn. Mày hai con. Rồi vô chuột tiếp tục luôn em ơi. Ê có cái này mày, có cái này. Có cái nè. Ê hành nữa. Đó, thấy cái câu. Hành liên tục, liên tục. Nằm cục có tổng á, hôm nay chắc ba lạng, hai ba lạng à. Đó, lứa luôn. Mưa nè, ôi mấy bữa nay đây mưa quá chừng anh em ơi. Đám nào hôm nay hết thân luôn á. Chịu
Đi vậy, giờ này còn ngủ nữa. Chạy ra, chạy ra. Còn cái nữa, đang chạy ra. Tút mà ra luôn. Ừ, được rồi, rồi vô chùa tiếp tục luôn. Bà con theo luôn em ơi. Rồi. Ơi còn còn. Nặng không? Nặng không? Rồi, thức quất rồi. Không thấy cước gì sao á. Mà thấy con này nè. Trời ơi má ơi, con trộn anh em ơi. Yeah, con trộn. Ừ, đem ở đây cho anh em xem coi. Không thấy cước gì sao mà thấy cái con này nè. Đi để mình đi la quạt cho anh em xem nha mày. Để ra coi cho nó đã. Con trộn nha. Trộn nha, ê. Con trộn. Lú mỏ luôn. Gạo bài lại cho bà, gạo bài lại cho bà ơi. Khui cái ơi. Khui. Mày ơi. Ngon quá nè em ơi. Vô rồi. Rồi xong bắt ra luôn cho bảy ơi. Chết, bắt bỏ vô túi lưới đen cờ. Đâu có cắn vào đâu sợ. Cắn à. Vào lũng luôn á. Vào lũng lưới à. Thấy không? Nhìn bỏ đây luôn hả? Giờ phải ôm nó đi về rồi. Trời ơi, đậu lúa rồi la đi. Rồi xong. Em tròn. Vô anh em ơi, vô rồi. Rồi tiếp tục đi thêm luôn. Ngon quá. Đập luôn đi. Dở bẫy luôn. Dạ. Trời rồi, xé ra luôn. Trộn nữa nè anh em ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nhìn tròn mà lông tròn nè. Tròn nó xé nè anh em ơi. Ồ, nó xé cái bẫy rồi. Quên nữa, mình quên đem theo cái nè. Hôm để thay rồi. Trời ơi, quá anh em ơi, ra rồi. Một cặp nó luôn á, nó đi. Rồi, xong luôn cái bẫy này. Hư không á. Không có, xiết một hôm. Mình xiết lại một hôm, mình đặt hành luôn cũng được. Ừ, cái bẫy làm. Ồ, ổn quá anh em ơi. Xé con tròn nữa rồi. Núp thầm không? Có hàng rồi Tân ơi. Có hàng à? Có hàng ơi, hàng gì đây? Phân màu gì? Thôi, hành nữa quá. Mình cắn rồi. Mình trắng. Hổ hành. Hổ hành nữa anh em ơi. Vô đây chứ bảy ơi. Vô đây rồi. Để người ta thấy nó công mất bảy nữa. Thấy mất bảy mấy cái là anh em ơi. Sợ rồi. Tiếp tục là hành ha. Là hành. Bữa nào mình vất vả mình giờ xuống dưới đường mưa kiếm đường bữa, tại bữa nắng quá mưa mấy đám luôn mà. Quá trời mưa bữa nắng quá tới giờ ì hai lần lưỡi à. Rồi vô chuột tiếp đặt luôn em ơi. Không dính à? Cái này dính nè à. Cả luôn. Hấu hành, xé nhà toàn hấu hành. Có hổ mà được rồi. Cũng đang hổ chứ bộ. Rồi nè, nó có đuôi. Có tiền. Kệ dính hấu hành, dễ bán. Có ai, có anh em nào mua rắn liên hệ chú Bảy nha anh em. Yo.
nữa. Túi rồi cũng ra nè hả? Rồi vô. Chuột tiếp tục luôn. Vô cũng không ra. Tiếp theo luôn em ơi. Này thất thu rồi, không dính cái nào. Cái nào mà không dính mình không có quay anh em ơi. Quay lên nhiều quá nhiều xem chán. Không dính à? Dính hành chích queo rồi. Gì? Rồi dính hành chích queo anh em ơi. Được không? Rồi chuột vô đẩy con hành chích queo. Tội nó ăn thịt con hành luôn. Dữ thiệt. Ui chuột này quá dữ rồi. Chuột này hết có bự rồi. Nè em thấy hành không? Dứt hành rồi. Rồi xong luôn. Hết nói luôn. Đọc luôn em ơi. Mình thăm luôn. Mình thăm luôn nha anh em, coi hên không? Nãy giờ chú Bảy anh ấy thăm xui quá. Rồi mình cũng vậy luôn. Ôi ơi, à dính. Trời ơi. Đây nè anh em ơi. Ối con chuột ra nè. Ồ, con chuột ra luôn. Thấy kỳ nhẹ re. Nhắn nhỏ. Vô bắt luôn. Ngồi luôn đi, ngồi luôn đi. Đây nè. À, luôn, bắt trời luôn. Này chú Bảy ơi, chín rắn chú Bảy ơi. Ôi con chuột ra luôn. Ôi con chuột kiếm đường tẩu thoát, tẩu không được. Thằng thấy em hên không? Thâm lắm. Vậy mới được. Chú hoài đói à. À, cái vô nữa. Này nó cũng lì chứ. Lì chút ra luôn. Làm như nghe mùi kem đánh rau nó không chịu ra làm sao. Rồi. Nì luôn. Tiếp theo luôn em ơi. Mình thăm tiếp anh em ơi. Còn có hên hên chút xíu nào nữa không? Đâu vậy? Ôi, cái gì? Cây đè hay nặng nặng vậy? Ê, dính em ơi, dính rồi. Hên quá. Đây, một con hành nữa là anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Dễ cứt trắng nổn luôn nè. Còn hành nữa chứ Bảy ơi. Rồi bắt lại luôn. Ây da. Hình tay rồi lại rồi, hừng hừng rồi cái. Cái hồi nãy cái mười mấy cái không dính cái nào đó. Có anh em nào ở gần khu vực Bình Tân liên hệ chú Bảy nha anh em. Chú Bảy này là ở trong ngay cống Bạch Già nè. Liên hệ chú Bảy mua rắn nha anh em. Hổ hành nào, hổ dạn nào anh em ơi. Còn hổ sáp, hổ đất thì không có. Chú Bảy. Hai chú cháu nè. Liên hệ hai chú cháu mua rắn nha anh em. À, vô chuột tiếp tục anh em ơi. Trời ơi. Gì dạ? Cũng kẹt đầu nữa. Kẹt đầu hành kẹt đầu anh em ơi. Đâu coi ai. Đây hành kẹt đầu. Trời ơi nó phá hôm nè. Nè phá hôm nó. Ây da, hai con nha. Gì? Hai con nha. Hai con chú Bảy ơi. Chính hai con lượt các Bảy. Mở bao luôn anh ta. Hai con kẹt đầu con bấm. Con đồng. Thấy giống hai con quá. Hai con luôn em ơi. Trời ơi, chuột ối là thấy ớn không. Trời ơi. Ôi, thôi.
mắm bò hóc. Con Lý à, cái mồi mắm bò hóc của anh Võ Minh Phụng đó. Bắt ra luôn. Hè, con lột chú bảy, con kẹt đầu con. Ồ, ừ, nó thui. Dạ. Con kẹt đầu con ấy rồi. Ừ. Con này trọng à, con này nửa ký à. Ở đầu nào nó cũng chạy. Ây da, ỉa tôm lum. Rồi, bỏ vô. Bữa nay thăm cả 80 cái bẫy anh em ơi. Cái bẫy nào mà không dính mình không có quay. Nhiều khi quay lên này không có dính này, cái clip nó dài quá và anh em xem nó chán dữ lắm. Cái nào có mình mới quay, không có mình không có quay. Gì chú bẫy? Nè, nó phá cái hôm nó kéo cái hôm ấy ra đó. Trời ơi, nó tông sức kéo gai luôn nè. Ừ. Ghê không? Rồi để anh Thông anh bắt ra lại vô chuột đi tiếp tục anh em ơi. Tiếp theo luôn anh em ơi. Có hàng. Yeah. Rồi. Đây. Yeah, con hành nữa anh em ơi. Cận cảnh luôn à. Ồ, con hành này trọng nha. Rồi, bắt ra luôn. Hành. Toàn là hành. Chưa có gì lạ hết. Chưa có gì lạ hết. Ôi, nắng mang chuột quá. Chia lại. Ê. Hồ hồ đã rồi anh em. Cái hành này nó dàn khe ta. Ôi. Luôn. Vô trọng. Rồi, vô chuột vô lưới tiếp tục luôn anh em ơi. Chắc có người thầm rồi quá. Có hàng. Có hàng nữa hả? Trời ơi, có hàng nữa anh em ơi. Ồ, con gì vậy? Hành luôn. Hành này nhớ ra vậy. Ôi, hai lạng à, bắt ra luôn. Rồi đây bắt ra luôn đi. Dở lên, thấy không cảm giác vậy. Mấy cái lọt bự không vô lắm. Bự rồi, con khủng rồi. Ừ. Đây, hành nữa anh em ơi. Hành mini. Vậy mà cũng tém con chuột được chứ bộ à. Rồi, 80 cái bẫy xong rồi anh em ơi. Thành quả. À, được con tròn nè. Đây chắc cũng 4kg à chú bảy ha. Ba mấy 4kg ha. Dạ. Anh em nào có mua rắn liên hệ chú Bảy nha anh em. Cái số điện thoại của chú Bảy anh em mình để dưới phần miêu tả. Có gì alo cho chú Bảy nha. Rồi. Chào anh em ơi. Về chú Bảy ơi. Về, chào anh em thôi. Rồi chào tất cả anh em luôn nha.